Chiều qua, huyện ủy Phú Vang tổ chức hội nghị lần thứ 16 khóa 15 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trong năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Xuân Toàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Với sự quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Phú Vang đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong các lĩnh vực, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó giá trị sản xuất đạt 4.963 tỷ đồng, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 20.700 tấn, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm 3.180 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 67,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,27%. Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng, chống lãng phí được tập trung đẩy mạnh, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của huyện Phú Vang trong việc lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong năm 2023. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Phú Vang tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Trọng tâm là tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ nghị quyết 54 của Bộ Chính trị một cách có hiệu quả với các nhóm giải pháp cụ thể. Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy các thế mạnh của địa phương để qua đó xây dựng các sản phẩm hàng hóa chủ lực, kinh tế nông nghiệp đặc trưng. Bên cạnh đó, quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch biển, đô thị biển, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh của huyện, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng Phú Vang phát triển về mọi mặt.